Bản tin tài chính sáng ngày 23 tháng 1 năm 2024. Giá vàng và USD giảm, dầu đi lên. Giá vàng hôm nay 23 tháng 1 năm 2024 trên thị trường thế giới giảm, giá USD thế giới đi xuống, còn giá xăng dầu quốc tế đi lên. Chốt phiên giao dịch 22 tháng 1, giá vàng miếng 4 số 9 của SCC tại thành phố Hồ Chí Minh được niêm yết quanh mức 73,5 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và 76 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra. Giá vàng miếng 4 số 9 của SCC được niêm yết tại Hà Nội ở chiều mua vào ở mức 73,5 triệu đồng một lượng và bán ra 76,02 triệu đồng một lượng. Còn giá vàng miếng SCC giao dịch tại Doji, Hà Nội Kết phiên 22 tháng 1 được niêm yết ở mức 73,45 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra là 75,95 triệu đồng một lượng. Giá vàng quốc tế giao ngay trên sàn Kitco lúc 21 giờ 48 phút ngày 22 tháng 1 theo giờ Việt Nam ở mức 2021,2 USD một ounce. Còn giá vàng giao tháng 4 năm 2024 trên sàn Comex New York ở mức 2043 USD mỗi ounce. Giá vàng hôm nay 23 tháng 1 trên thị trường thế giới giảm trong đầu phiên giao dịch tại Mỹ trong bối cảnh kinh tế nước này tốt hơn so với dự báo. Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch 22 tháng 1, chỉ số VN Index tăng 1,36 điểm lên 1.182,86 điểm. HNX Index tăng 0,29 điểm lên 229,77 điểm. APCOM Index tăng 0,25 điểm lên 87,72 điểm tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ, ngân hàng nhà nước công bố ngày 22 tháng 1 ở mức 24.031 đồng trên một USD, giảm 6 đồng so với phiên trước đó. Giá USD tại các ngân hàng thương mại ngày 2 tháng 1 giảm nhẹ, được niêm yết cuối phiên quanh mức 24.235 đến 24.705 đồng trên một USD. Giá USD thế giới cũng đi xuống chỉ số DXY đo lường sức mạnh đồng USD so với 6 đồng tiền trụ chốt lúc 21 giờ 43 phút ngày 22 tháng 1 theo giờ Việt Nam ở mức 103,22 điểm, giảm 0,07 so với phiên trước. Giá xăng dầu hôm nay 23 tháng 1 trên thị trường quốc tế có xu hướng đi lên, căng thẳng tại Trung Đông gia tăng, đẩy giá dầu tăng. Ở thị trường trong nước, giá bán các loại xăng dầu hôm nay 23 tháng 1 được áp dụng theo mức tại phiên điều hành chiều ngày 18 tháng 1 của Liên Bộ Tài chính Công Thương. Giá xăng dầu theo đó được điều chỉnh tăng. Đáng chú ý giá xăng RON95 vượt mốc 22.000 đồng mỗi lít. Cụ thể, xăng E5 tăng lên mức 21.410 đồng một lít. Xăng RON95 được nâng lên 22.480 đồng một lít trong khi đó giá dầu diesel ở mức 20.190 đồng một lít, còn giá dầu hỏa tăng lên mức 20.530 đồng mỗi lít.